Nữ sinh 10X sáng tác 2 phút hơn có bạn trai là rapper. Sau khi ra mắt bài hát gây suốt 2 phút hơn, pháo Nguyễn Diệu Huyền trở thành gương mặt được quan tâm. 10X có vẻ ngoài xinh sắn, cá tính, 2 phút hơn đang gây chú ý với giới trẻ. Pháo là nhân tố sáng giá mới của giới underground Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ chuyên môn nhận xét giọng hát của pháo có nét mới lạ. Đầy sức hút và không kém phần ma mị. Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003. Hiện, nữ rapper trẻ là sinh viên năm nhất trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Bên cạnh giọng hát, gương mặt bầu bĩnh, vẻ ngoài đáng yêu giúp nữ sinh 17 tuổi được nhiều khán giả đón nhận và yêu mến trong buổi gặp gỡ với Dinh.vn. Pháo diện trang phục cá tính, khoe vóc dáng thanh mảnh, cao giáo. Pháo tâm sự cô bất ngờ khi ca khúc của mình bỗng nhiên nổi trong thời gian gần đây. Mặc dù trước đó, rapper cho ra mắt 2 phút hơn, vào cuối tháng 12 năm 2019, trong một lần đọc các bình luận về 2 phút hơn. Tôi thấy anh Marcel ngỏ lời muốn hòa nhạc cho ca khúc của mình, khi đó, tôi rất vui, và cảm thấy thật may mắn, vì, được thần tượng phối lại bài rap, pháo chia sẻ. Ca khúc 2 phút hơn, được thể hiện bởi pháo kết hợp Marcel hiện có, màn thăng hạng ngoạn mục trên top 10 thang ZINGCSAT, sản phẩm của pháo, đang cạnh tranh với các bản hit hơn cả yêu Đức Phúc. Tặng anh cho cô ấy hương giang, bánh mì không đạt gờ, đu huyên. Kimis, và Suboy là hai thần tượng của pháo. Cô bày tỏ niềm ngưỡng mộ tới hai nữ rapper. Tôi không chỉ hâm mộ sự nghiệp âm nhạc của chị Kimis và SuBoy mà còn yêu thích phong cách và quan điểm sống của họ. Đời thường, Pháo là nữ sinh năng động, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể trên trường lớp, ngoài giờ học 10x cũng đi biểu diễn tại các chương trình âm nhạc và chụp hình quảng cáo. Chia sẻ về chuyện tình cảm, Pháo cho biết cô đã có bạn trai. Bạn trai của Pháo cũng sinh năm 2003 và cũng là một rapper, nữ sinh 17 tuổi tìm thấy niềm đam mê với rap nhờ sự động viên của bạn trai. Trong tương lai, pháo muốn trở thành một rapper chuyên nghiệp. Bên cạnh rap, cô cũng muốn thử sức với ca hát. Với bước đệm là ca khúc 2 phút hơn, nữ sinh 17 tuổi được nhiều người nhận xét sẽ có tiềm năng vươn xa trong môi trường V-pop. Nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.